you close your Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đến với series Minecraft đời thực các bạn. Đấy, chúng ta nung sắt đã. Rồi, đây, lần trước thì đang ở thời kỳ đồ sắt các bạn. Chưa một mảnh vải che thân. Đấy, vẫn gọi là... người vẫn là chưa một mảnh vải che thân. Vẫn là gọi là rất là đang mát mẻ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là nâng cấp lên cái thời kỳ đồ sắt các bạn nhá. Đấy, lên thời kỳ đồ sắt là trước tiên là mình phải đi farm level đã. Cần farm level làm gì? Thì tí nữa các bạn sẽ biết liền. Để có thể là mặc được bộ áo giáp sắt thì chúng ta phải cần đến cái defense này level 8 bạn. Đấy, cũng đồng với nghĩa rằng là có thể là sử dụng cúp sắt là mining level 8 này. Sử dụng attack thì chúng ta cũng phải level 8 attack này. Còn sử dụng zeal thì chúng ta cũng vậy. Cái này level 8 ạ. Building này. Đấy, trời ơi. Đào được vàng chúng ta cần magic level 2 hay 3 ấy. Đại khái là như vậy. Đang, chúng ta là phải đi học các bạn. Phải đi học chúng ta mới có thể sử dụng được những cái đồ VIP. Đấy, giống như kiểu các bạn ấy học từ mẫu giáo nhà trẻ lớp 1, cấp 2, cấp 3. Đại khái là như vậy thôi. Ok, thì trước tiên là mình vớt những cái món đồ này ra đã. Những cái món đồ không cần thiết các bạn. Thời kỳ đồ đá của mình đã qua rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên thời kỳ đồ sắt thôi. Tiến hành lên thời kỳ đồ sắt ngay và luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần đá bạn. Mình chợt nhận ra là mình vẫn phải cần đá nên là mình trước tiên là chúng ta đây mình lấy sắt ra đá xong rồi chúng ta cất đi. Rồi, chúng ta trước tiên là mình phải làm một cái xô bạn. Đang khát nước mà. Mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đi xa nhiều nơi mà nó còn không có cả nước nên là tiện đây là mình có nước thì mình sẽ múc luôn. Múc luôn. Đấy, chúng ta uống nước bẩn cũng được mà nhanh tiện lợi bạn. Ngon bổ rẻ, cái này là người ta gọi là ngon bổ rẻ này. Nha, không đá, đống đá kia nó bay vào người mình. Rồi. Đấy, chúng ta có thể là múc xô nước và chúng ta đi đun. Đun nó cũng được, hoặc là chúng ta có thể là làm cái bình dự trữ nước. Đấy, hoặc để chúng ta lọc nước. Nhưng mà thôi, mất thời gian lắm các bạn. Mình tạm thời dùng cái này cho tiện đã, xong rồi lúc nào rảnh thì mình sẽ làm sau. Ok, chúng ta sẽ đào đá. Cần khá là nhiều đá đấy, chắc là cần đến cơ số đá. Ra đây nha. Sau đó thì là gậy nữa bạn. Để chúng ta có thể là chế tạo. Mình đang định chế tạo là khiên và kiếm ạ. Khiên và kiếm bằng đá thôi. Sắt thì mình chưa dùng được. Ok, bằng này là được rồi. Chúng ta có 10 block vào. Ê, thì đây, hiện tại thì có rất là nhiều đồ đá đây bạn. Khiên thì chắc chắn là có hai loại khiên đây rồi. Thì mình đang thích khiên vuông này. Khiên hình chữ nhật các bạn. Đấy, tiếp đến là kiếm thì mình đang thấy rằng là cái kiếm này là ok các bạn. Cái Riskwood này, cái kiếm tốt này nó đúng thật với cái tên của nó luôn. Các bạn thấy không? 1.4 attack down. À đâu? Attack speed và 8 attack down. Đấy, nó khá là xịn sò bạn. Nói chung là nó mình nghĩ rằng nó còn xịn hơn cả cái kiếm sắt bình thường luôn đấy, đừng có đùa. Thế nên là chúng ta sẽ vứt cái kiếm đá này đi và bắt đầu chế tạo rồi. Trời cũng đã sắp tối rồi, mình là làm nhanh đi. Phải đẩy nhanh cái tiến độ lên xong rồi để chúng ta có thể là tối là chúng ta đi farm level là đẹp, vừa đẹp luôn. Chuẩn bài luôn. Cái kiếm kia nó còn có khả năng đánh từ xa nữa bạn. Khá là xịn. Ok, chúng ta vứt cái quả này đi. Rồi, 15 gậy là được rồi đấy. Chúng ta sẽ đài bàn chế tạo xuống. Ở đây thì mình có lông cừu rồi. Thế nên là đâm ra là cũng chả có gì là khó khăn cả. Rồi, chúng ta chế cái gậy từ kết hợp với lông cừu này. Rồi, kiếm, xong. Khiên rồi không? Khiên thì chế tạo khiên gỗ trước. Sau đó lên khiên đá, xong. Ngon chưa? Xịn chưa bạn? Ổn áp chưa? Ổn áp ly hoa, tủ lạnh, đầu đĩa, máy giặt chưa? Rồi, đã ngon nghẻ rồi. Ui, chỗ này có sắt luôn, đào luôn. Bỏ sắt. Tiện đây đào luôn bạn, Sau đó chúng ta sẽ đi farm level là hợp lý. Mình phải nâng cấp lên cái defense cái level 8 mình mặc được áo giáp sắt. Mặc áo giáp sắt thì nó được cái lợi là chắc chắn là ai cũng biết rồi là nó có một cái. Ui. Nào. Làm sao con lợn này? Ui dồi ôi. Làm sao các bạn thấy không? Đánh xa không? Các bạn ấy, cái kiếm này đánh xa không? Làm sao? Úi dồi ôi. Chạy. Đấy, đào sắt nhiều đâm ra quái vật đá, quái vật sắt đang ra kiếm mình kìa. Nhưng mà không sao, đang có cái kiếm ngon. Đâu rồi, nó trốn đâu rồi? Nó trốn trong lùm cây à? Nó ngon ra đây. Trời, con này nó mạnh hơn mình nên là mình đâm ra mình sợ lắm. Đâu rồi? Mày ngon ra đây, tao tuyên chiến với mày đấy. Lợn này đâu rồi nhở? Đéo thật. Đường đường là nam tử hán đại trợ phu không ra ngoài này à? Ở đây.
nó không ra đâu các bạn. Phải xấu thế. Ở đây. Trời, nó không ra đâu các bạn. Nó không thèm ra luôn để nó đánh nhau mình. Ôi. Giờ mà mình vào nó đánh bất ngờ thì mình à kia này. Đây rồi, đây rồi, xuống đây mày, xuống đây. Mày xuống đây. Mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Thế nào? Thế nào? Rồi ôi, nó đánh nó tòe đầu ngay. Hỗn với bản vương à. Rồi, chúng ta sẽ vứt cái này đi. Hết hồn, tự nhiên đâu ra xuất hiện cái con này. Con này khỏe lắm. Mình mà không đánh cẩn thận là nó đánh mình chết luôn đấy. Quái vật trong này nói chung là con nào con đấy là đều lực lưỡng các bạn. Kiểu như đi tập gym về. Hơi bị mạnh luôn, cái khiên của mình nó cũng chả chống đỡ được mấy đâu. Nó chủ yếu chống đỡ được các người xương thôi. Đáng nói đến phần là ai cũng biết rằng là bộ áo giáp sắt là nó bảo vệ mình rất là tốt. Nhưng được ngược lại, một điều ngược lại là khi mình ra những cái nơi mà đấy, vứt này đi ạ. Nơi mà nó nóng các bạn đấy, giống như kiểu bạn mùa hè bạn mặc áo len vậy. Nó nóng nên là nó sẽ không giúp ích cho các bạn đâu. Nó sẽ gây gọi là ngược lại để phản tác dụng đấy. Nó sẽ gây người của bạn nóng trong người đấy, những cái uống rượu bia nhiều gây ra rất là nhiều bệnh. Mà mình thấy một cái hình như là một cái hang gì đó ở đây. Ra thử ra đây nha, từ từ để ý đã. Để ý đã, con người xương bắn một cái. Ê, nhét nhét. Hình như đây có lồng sập pun nha. Ngon ngay. Đúng không sai không? Là phá này vậy. Rồi, ngon. Ơ, có redstone kìa, nhặt luôn. Ok. Chúng ta đã phá được một cái lồng spawn ở level 8 rồi. Nhưng mà chắc chắn là không phải level 8 mà chúng ta nâng cấp được luôn đâu. Mà chúng ta hiện tại mà nâng cấp mấy cái này là mấy level 5 thôi. 8 level mà chúng ta nâng cấp lên được cũng mấy level. Ui, kia có mấy con quái vật. Ấy. Không. Nên ra đây đánh nhau không nhỉ? Nha, mình đang sợ. Mình đang sợ rằng là ra cái sa mạc này này có mấy con nó cũng mạnh lắm. Không sao. Mình chết. Ấy, ra đây. Hello. Ê, thầy ma, sắc sống ấy. Tao đây mà. Ra ngoài sa mạc cái nhiệt độ nó cao ạ. Đánh con này đã. Làm sao? Ủa mẹ. Ủa gì này. Ra đây. Ra đây mấy em ấy. Ui. Trời ơi, sa mạc có con thần nước à. Con gì mà lại cho mình. Ui dồi ôi. Thôi chạy thôi. Nó bắn vào chân mình các bạn. Ui. Sao đấy. Ui dồi ôi. Con này khó đánh thật. Được ạ, dụ nó vào đây đã. Mày làm sao? Ui, bị độc, chạy, gãy chân. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Thôi con này không đánh được các bạn, khỏe lắm. Ui dồi ôi, chơi đó chơi ngu rồi. Chạy. Lấp. Người xương quá trời luôn. Mình chơi dại các bạn. Rồi, què chân các bạn. Băng bó bên này đó. Đầu nữa. Bị đầu luôn. Nha, xem có con zoom bài không. Ui, người xương nhiều lắm. Nguy hiểm rồi các bạn, nguy hiểm cho mình rồi. Cái này nó chỉ cần bắn nhẹ vào đầu thôi là mình chết luôn các bạn. Con người xương các bạn cũng đã biết rằng là nó xạ thủ mà. Mình không có áo giáp nữa. Nguy hiểm. Ừ, ngủ đã. Chắc lẽ mình chọn phương án là ngủ thôi. Không nên chơi dại. Rồi, hết cả băng băng đét rồi. Băng đầu rồi. Mình phải chúng ta phải chế tạo đã. Chết dở rồi. Quên mất bao nhiêu việc. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo cái sao nào. Đấy, chế tạo cái băng đét đã. Cái này mình phải băng bó vết thương mà không thì nó không thể nào không. Ok. Ôi, hay là không cần nhỉ? Thôi cái đi, cứ chế đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần chế khá đấy nhỉ. 4 cái, 8 cái. Rồi, ngủ một cái là nó sẽ hết ngay các bạn. Đi ngủ một cái là gọi là vết thương sẽ bình phục ngay, nhưng mà mình sẽ tiện đây là mình sẽ cứ làm luôn, chế tạo luôn. Đi ngủ các bạn. Một điều vô lý các bạn, như kiểu đi bệnh viện ấy. Đi ngủ một cái rồi là mọi. Ui. Ai không đánh nhau. Anh người xưa ơi, đừng đánh nhau. Mày sao? Rồi. Rõ ràng. Ui rồi. Bắn vào đầu rồi. Ui rồi. Ui rồi, xít chết. Nhiều quá. Bắn vào đầu các bạn. Ê, máu me be bét này. Sợ thật. Ui, một nửa. Nó chỉ bắn thêm một cái nữa là headshot các bạn. Không hóa giáp khổ thế đấy. Thôi, không đánh nhau với bọn người xương. Nguy hiểm lắm. Chơi dại, không nên chơi dại. Chơi ngu là. Tóm lại là đi ngủ mới run ngay đấy. Rồi, thấy không. Uầy, kiếm này VIP thật. Đúng là
gọi là sự lựa chọn đúng đắn khi mình chế tạo cái kiếm này. Thôi đi sang bên này đi. Quên mất là mình không cài cái mốt bản đồ để chúng ta có thể là nhìn bản đồ cho dễ xem mình đi hướng nào rồi. Mình chưa đi chỗ nào, mình chưa đi chỗ nào mình đã đi cho nó dễ. Mà thôi, tạm thời là chúng ta sẽ... Ui, bên này có nhiều cừu á. Mình sẽ ra đây đánh đi. Đằng nào chúng ta cũng cần đến rất là nhiều lông cừu mà farm level luôn. Quá đẹp. Bắt cua bạn này đấy. Bạn thấy không? Một kiếm luôn. Một kiếm 8 năm chết luôn. Quá là mạnh luôn ạ. Mình nghĩ rằng là cái kiếm sắt này, à cái kiếm sắt nó còn ngang kèo với kiếm đá rồi ấy. Bạn thấy không? Kiếm sắt chắc gì tận được 8 attack đâu. Kiếm sắt bình thường ấy. Cái kim cương nó còn xem xem thế thôi ấy. Kim cương còn cùi hơn ấy. À nhện kìa. Xin chào nhện. Khỏe không? Rồi chúng ta lên được level 6 rồi. Chúng ta còn 2 level nữa. 2 level nữa, vị trí ra tầm khoảng 20 level kinh nghiệm nữa bạn. Tầm 20 kinh nghiệm nữa. Khá là nhiều đấy. Sơ sơ là tính sơ sơ lớn. Hơi bị khoai lang đấy. Củ khoai lang, củ khoai tây. Một. Úi giời, con lợn này. Máu thế. 10 máu cơ. Chém 8 máu không chết đâu. Hình như chúng ta đang ra vùng đầm lầy bạn. Ra vùng đầm lầy này có mấy cái con kiểu như khủng long. Ô, con người cây kìa. Hey, hello my friend. Con này con ác này, con này hình như là nó đánh mình này. Chuẩn luôn đấy. Rồi, dụng nó ra đây ạ. Mày nghĩ làm sao? Mấy con này thường thì mình nên không nên đánh cận chiến với nó ạ. Cho dù ui con ma. Không nên đánh cận chiến với nó. Bởi vì sao? Bởi vì là nó rất là nguy hiểm, những cái độc của nó bạn, những cái chất độc của nó mà mình không thể nào mà biết được. Mình chỉ cần dẫm vào một cái thôi là thôi. Bị độc liền. Ôi mình quay lại chỗ cũ à? Ha, đúng rồi. Mình thấy là đúng rồi đấy. Hình như đang quay lại chỗ cũ rồi đấy. Có điều gì đó sai sai. Đây chỗ này, bên này có mấy con kiểu như khủng long này. Mấy con này là mình sẽ ra mình đánh farm level luôn, không biết nó đánh mình không. Hình như là không thì phải. Con này hiền đó ạ, động vật hiền lành. Mình chỉ đi bắt nạt mấy con yếu đây. Không sao, hiện tại đang yếu nên bắt nạt mấy con yếu cũng không sao ạ. Mỗi tội cái kiếm này nó hơi độ bền, nó hơi gọi là giảm nhanh một xíu. Nhưng không ạ. Ôi dồi, con này khỏe thế. Thật to như con hà mã luôn. Rồi. Ui, to thế mà cho ít kinh nghiệm vậy. Rồi, bỏ đi. Ok, fine. Ui, chúng ta có cái healing này. Có bát hồi máu này, nhưng mà level 2 magic chúng ta mới ăn được cơ. Con này trâu bò thế mà được có mỗi xíu kinh nghiệm thôi ạ. Thôi, bỏ đi. Mình sẽ không đánh nó nữa bạn. Phí công sức. Giờ phải đi tìm cái con nào nó khỏe khỏe. À đâu, nó yếu yếu mà nó lại được nhiều kinh nghiệm. Ồ, có sắt này. Đây, đào sắt luôn. Thức ăn mình nhiều lắm nên là thoải mái bạn. Không phải lo chết đói, mình chỉ sợ chết khát thôi. Và chết bởi vì những cái con người xương nó bắn mình hết sót. Cố gắng lên được áo giáp sắt đi. Không sợ bọn người xương nữa. Nó giảm thiểu cái tỷ lệ bắn hết sót bạn. Bảo vệ là chắc chắn nó phải gọi là mạnh hơn rồi. Chỗ này có mai à? Có mai lở. Mai bị cụt bạn. Mai bị lở. Ui. Úi ôi, chỗ này xịn thế. Đầu người xương treo lên luôn. Đây, sao bên này lại có động vật này. Wow, có... hay quá. Có mấy con này không biết là đánh được da không. Đánh ra da không để chúng ta chế tạo cái ba lô bạn. Hiện tại là dương mình full rồi. Mình đang cần để chế tạo cái backpack. Sao được ra này. Ngon. Là mình sẽ vứt cái gì đi. Tạm thời vứt cái đá andesite này đi. Mình chả cần tới mà. Kiếm này chém hơi chậm một xíu thôi, nhưng mà được cái nó mạnh. Được cái nó gọi là mạnh. Ok. Chúng ta cần đến xem nào, bao nhiêu cái da nhỉ. Mình có thể là chế tạo. Ủa, thế rồi, da hình như mình vừa đấy mình. À đây, da nhặt 4 da. Uống nước đã. Uống nước đã các bạn ơi. Ôi chết. Đấy, mỗi khi nó khát nước là nó sẽ có cái hiệu ứng này này các bạn. Kiểu như bị mù màu ấy. Rồi, mỗi khi khát nước nó bị cái hiệu ứng chống mắt đó. Đang cần nước rất là nhiều. Rồi, mình cầm khiên này đâm ra uống nó hơi khó một xíu nha các bạn. Bao nhiêu da rồi? 5 da chứ ạ. Bây giờ vẫn 4 nhỉ. Ui, 4 da bạn, không nhiều. 4 da vẫn chưa đủ.
chúng ta phải cần một vàng nữa, hình như là backpack này chúng ta sẽ backpack này chúng ta sẽ cần một vàng, một len và đôi 46. Bảy da có nhờ, bảy da hơi khó đấy bạn. Vàng thì chúng ta cần đào cũng khá là khó, vàng bây giờ phải đi mai ở dưới sâu cơ, hoặc là chúng ta tìm được cái ngôi làng nào thì đẹp. Rồi, năm da, hay là mình chế cái mũ tạm thời, có nên chế cái mũ tạm thời không nhá, xem. Chứ bây giờ mình sợ người xưa mà cái con có cơ hội giết mình nhanh. Ui gia tộc kỳ quá, trời ơi nhiều quá, nhiều quá là nhiều luôn các bạn. Không thịt thì thôi, không thịt thì bây giờ thì lúc nào nữa, cơ hội là đây, tiêu diệt thôi. Rồi ôi one hit luôn, lên level 8 rồi, ngon rồi. Thế thì chúng ta nâng cấp áo giáp sắt thôi, không cần phải ui nhiều thật sự các bạn. Ui ôi cả gia tộc thật. Ui rồi làng nước ơi, nhiều thế. Ui rồi ôi quá trời nhiều luôn, thức ăn của này ui cả một gia tài rồi. Ui rồi đây nữa này, quá nhiều luôn các bạn. Ui rồi nó đang bị hiệu ứng khỉ mốc gì đấy, đào chậm à. Rồi ui nhiều thật. À, con nghiền hồi máu mình lên level 7 này. Chúng ta còn một cái nữa thôi, chúng ta cần 3 level ngoài đây, 3 level kinh nghiệm nữa là chúng ta có thể nâng cấp được lên level 8 và chúng ta có thể là mắc được áo giáp sắt rồi. Ngon, ra đây farm này tiếp. Wow. Đúng thật là sinh ra cái vùng mấy cái vùng đồng bằng này là ngon quá. Xịn sò ạ. Rồi level 6 này. Lên level 7 nữa là đẹp. À lên level 8 nữa là đẹp. Rồi hỏng kiếm luôn. Không sao, kệ đi. Chúng ta chế tạo rìu cũng được mà. Nhưng mà rìu này nó chém không được xa bằng cái kiếm kia mà. Chạy đi đâu. Khi mình sát sinh nhiều quá thì gọi là thần chết sẽ xuất hiện các bạn. Nhưng mà hình như từ vừa nãy mình rồi. Level 8 rồi. Ngon. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nung sắt thôi. Nung sắt. Từ đó đang khát nước bạn. Đang chuẩn bị khát nước đấy. Đây. Đừng có trôi ra ngoài vậy chứ. Đào một cái hố đây uống cho nó thỏa thích. Anh! Chơi ngu rồi. Máy qua bên này vẫn có nước. Trời ơi. Chơi dại thật sự mà. Đang bảo là làm một cái hố để uống mà. Thì đó nước đâu nhỉ? Thôi không sao. Tí nữa chúng ta đi ra ngoài bên ngoài kia có nước kìa. Thế thì đúng rồi, đây thì người ta gọi là tay nhanh hơn não ạ. Khổ tôi quá mà. Rồi mình sẽ vứt này đi. Ăn thức ăn đã. Bây giờ làm ui chỗ này lạnh à. Trời ơi buổi sáng bị lạnh các bạn. Mùa đông rồi à. Ok, chúng ta cứ cho nung sắt rồi đi. Mình sẽ đi lang thang đây xem có cái gì hot không. Mình tiện thì mình sẽ chế tạo lại cái kiếm luôn. Nó cần gậy, cần đá. Bên này có nước không? Bên này không có nước ạ. Ui. Đào đá đi. Thôi mình không chạy nhanh nữa. Sắp hết nước rồi. Chết dở rồi. Chết khát rồi. Chết khát rồi. Khổ quá mà. Bắt đầu trời tối các bạn. Trời bắt đầu tối xuống. Và lại bị lạnh rồi. Ui, dòng kìa. Ui, dòng kìa các bạn ơi. Chạy. Trời ơi. Tôi ra có con dòng ám quẻ ở đâu đấy. Sát đá. Ui, không ra con rồng ta. Đi kiếm nước các bạn, ra đây lấy nước cả. Wow, vùng này băng tuyết à. Mình không nên đứng lại gần con rồng bạn, con rồng nó mạnh lắm. Con rồng nó thở lửa mình một cái là mình chết rồi, mình không thể nào mà gọi là động đậy gì đâu. Bởi vì áo giáp mình hiện tại các bạn đã thấy đấy, nó quá là cùi bắp. Nó không có điểm gì gọi là sức mạnh đây cả. Chúng ta ngủ đã. Ngủ đã xong đó thì sáng dậy là chúng ta có bộ áo giáp sắt mạc ngon nghẻ rồi. Ngon lành cánh đào rồi, xong rồi chế kiếm nữa là đẹp. Đấy sợ người xương các bạn. Tầm này chấp người xương nhé, không sợ người xương. Rồi, áo giáp
mặc vào ấm áp liền, ấm áp bản thân liền. Rồi, giày đây, giày đây, giày đây. Chưa đủ à? Rồi, chúng ta sẽ chế tạo cái đây. Trong thời gian chờ đợi chúng ta chế tạo kiếm. Ngon ngay, ngon ngay. Kiếm đâu à? Stone à? Đó. Kiếm đá, chúng ta chế tạo đúng cái kiếm này thôi. Đây. Ngay các bạn. Xịn ngay. Nhiệt độ đã lại tăng lên rồi. Bây giờ chúng ta chế tạo đôi giày. Đôi giày là đây rồi. Đó, còn cái quần nữa thôi. 6 à? Ui, vừa đẹp luôn bạn. Vừa đẹp luôn, 8 là đủ luôn. Nó lại hợp lý quá. Nó lại là quá hợp lý. Các bạn thấy không? 9 binh núp đây. Thời kỳ đồ sắt bắt đầu. Rồi, để có thể sử dụng được cái dìu sắt thì chúng ta cần cũng với level 8 ạ. Cũng level 8. Đó, dìu sắt level 8. Sau đó chúng ta mới có thể là đào được vàng. Có dìu sắt tất nhiên là mới đào được vàng rồi. Đào được kim cương rồi. Nhưng mà khoan, đào được kim cương chúng ta cần lại cần nâng cấp cái khác nữa cơ. Khá là nhiều thứ lắm. Nên là chúng ta cứ học từ từ rồi. 6. Trời đòi thức ăn mình nhờ. Rồi thức ăn mình chắc là chưa cần nung đâu. Đây là còn có nhẫn nhiếc này. Chế tạo nhẫn nhiếc này nó tăng sẽ tăng cho mình tốc độ chạy, attack dam, attack speed các kiểu đây. Nó nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá, thế nên là đâm ra vứt cái nether này đi. Vứt cái fimber này đi. Fimber này mình không cần tới bạn. Mình có rất là nhiều cái sợi cái len để chế tạo sợi chỉ cho nên cũng không cần nhiều. Rồi quần. Rồi. Ok. Thời kỳ đồ sắt đã mở ra được với núp rồi các bạn. Là chúng ta sẽ còn hết sắt rồi. Chả còn cái gì. Ui, tăng giáp rồi các bạn. Ghê gớm chưa. Xịn ngay chứ. Mày là xịn ngay chứ. Đi rồi. Là sẽ đi hướng bên này xem nào. Chỗ này có rồng nên là mình cũng phải cẩn thận. Cho dù mình có khiên gọi là xịn cỡ nào, con rồng nó thở lửa cái cũng chết luôn đấy chứ. Chết tươi luôn. Ôi, chỗ này có cái cột gì đây. Biết là có cái cột. Cột gì nó để ở đây không biết. Rồi đi sang bên này đi. Đồng bằng đấy. Ui, chỗ này đúng thật là lắm kiều kinh khủng khiếp luôn ạ. Mình không biết mình quánh bao nhiêu con rồi. Của trời cho, của trời cho. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ui, bên này nhiều. Dã man con ngan luôn bạn ơi. Trời ơi, chu choa. Bên này có cái gì đây. Sao bên này có gì sáng này. Ồ, lava. Cứ tưởng ai thắp điện ở dưới này cơ. Tưởng có đồng minh các bạn. Đừng có thổ dân nào cũng giống thổ dân núp đang sinh tồn. Úi dồi, chém thế còn gì. Cũng đang sinh tồn ở dưới này. Ok, có sắt đây rồi, ngon. Một công đôi việc luôn bạn. Một công đôi việc. Ngon chưa. Rồi bây giờ mình nghĩ rằng là mình nên nâng cấp cái gì tiếp theo. Đó là nâng cấp cái attack các bạn. Nâng cấp cái attack để sử dụng cái kiếm được cái kiếm sắt. Đấy. Nhưng mà chưa nâng cấp cái cúp bội. Bởi vì là hiện tại là mình chưa nâng cấp mấy cái chưa sử dụng được mấy cái đồ sắt thì nâng cấp mấy cái cúp để làm gì, để đào đồ gì nữa. Chưa nên. Đấy, mình suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ lại rồi. Ra nâng cấp cái kiếm sắt là ngon nghẻ ngay. Bởi vì là kiếm sắt nó còn mạnh nữa mà. Đó hết chưa? Ô, chỗ này ở đây. Chỗ này còn nhiều mà. Mấy block nữa cơ mà. Rồi đây. Xem rằng là cái kiếm sắt là ui từ đó nha, để xem là có cái con quái oăm là con quỷ quái nào đây không. Kiếm sắt nè, xem rằng là nó có ở đây có kiếm sắt nâng cấp kiếm sắt khác không. Mấy cái kiếm dài. Ồ, không có. Ui tên tiếc à, quá nhỉ, quá trời luôn các bạn. Ui mũi tên này đây rồi. Ui 10 này ngon đó. Grid này được các bạn. Kiếm hải tặc nói chung là có dao giết các thứ này. Katana này chém 4.5 attack speed 2 bạn. Attack level 8 cái này nó thôi mình chém cái 10 đi bạn. Chậm nhưng mà chắc, mình thích cái kiểu chậm mà chắc. 10 attack dam. Tuy rằng nó chậm, cái này nó nhanh này các bạn. 2 attack dam. À 2 attack speed nhưng mà chỉ có 4.5 thôi, nó chém nhanh. Đấy, thay vì chém nhanh thì mình chém phát một, chém một cái mà lại khiên. Đấy, cái chiến thuật của mình là như thế bạn. Chiến thuật là vừa phòng thủ vừa tấn công. Mình sẽ nhặt cái này đã. Bây giờ phải nâng cấp cái attack lên level 8. Ôi. Tham khó này hả? Sao chỗ này nó sắt nó cứ đi lang thang linh tinh thế nhỉ? Hết chưa? Ok, nước đã.
anh sắp sắp chuẩn bị nó có sắp chuẩn bị là mình đang thấy sắp chuẩn bị khát nước rồi đấy. Múc nước đi. Chị nha. Ở đây có ấy này, có cái gì đây? À không. Đây có mấy con lừa này các bạn. Đơn khê, đơn khê rồi. Đây là level 2 bạn, bây giờ nâng cấp lên level 8 attack khó nhờ. Cần cả một quá trình đấy. Rồi thử ra đây xem có con gì để farm level không. Ngoài trời buổi tối ạ. Sau buổi tối thì chắc là hợp lý hơn. Ui, lại một gia tộc cừu ở đây luôn. Nhiều thế. Lanh quanh lần quẩn đây mà lắm thật. Rồi. Chúng ta cứ lanh quanh đi đánh cừu không thì chúng ta cũng đủ lên level 8 rồi. Vừa lấy mình bị chấn thương gì không? Không. Người dạo này đang đẹp trai mà. Đang đẹp trai không chấn thương gì đâu. Có bò ở đây nữa này, lấy ra luôn. Tiện thể lấy ra luôn. Úi dồi ôi, chém thế mà còn xịt được. Chạy đâu? Chạy đi đâu, chạy đi đâu còn sống. Cho mình kinh nghiệm. Chạy đi đâu? Con bò này là 10 máu là mình chém max level là được 8 đam rồi bạn. Ui ôi giật cả mình. Mà lại là cừu ạ, lại là cừu. Lại là cừu. Ôi mình không biết là tiêu diệt được bao, chắc là phải mấy chục con cừu mất. Trời ơi. Nhiều luôn. Đây có con quái vật nào không đấy? Thịt cừu nhiều quá trời này. Mình vứt bớt thịt đi các bạn. Ăn đã. Ăn thì sống bị làm sao không đấy? Có bị đau bụng không đấy? Ui, lạnh quá. Thở ra nhiều khói chưa? Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi. Ui, vùng này rõ ràng ấm áp như thế này mà. Không có con ma lửa nào đây nhỉ? Ma lửa farm level cái coi. Rồi mình sẽ đi xuyên qua cái... này không được. Xuyên qua đây đi. Này không có con quái vật nào để mình có thể farm level nó đơn giản hơn. Bây giờ attack mới level 4, bao giờ mới lên attack level 8 đây. Uầy, chỗ này có hơi thở của dòng này. Phát hiện nghi vấn hack. Ê, không chơi, chạy. Đúng hàng rồng luôn, các bạn. Nguy hiểm quá. Không chơi. Đấy nha, điện thể thế thì chắc là mình cứ chế tạo cái kiếm này trước. Chúng ta cần sắt các bạn, nung sắt. Không chơi các bạn. Không lên động vào. Dòng bên kia kìa, thấy cái cánh nó vẫy ở đấy rồi. Nghe tiếng đập bộ cánh là thấy ghê rồi. Rồi chúng ta có gậy đây rồi. Chế tạo kiếm nữa là xong. Ok. Xong rồi. Ui có con chó này. Ui chê tôi không có sướng như làm ăn cái gì. Tức là có thể là cho nó ăn thịt được không? À, mình có con. Mình con chó thuần phục nó là ngon ngay. À được. Hay quá. Hay quá các bạn ơi. Yes. Đi thôi các em. Come here. Nó chỉ ăn thôi các bạn, nó không nghe lời mình rồi. Chết rồi, mình không có xương các bạn. Khó nhở. Còn mấy con này nó mình chỉ cho nó ăn thôi. Nó không nghe theo sự chỉ đạo của mình đâu. Tiếc thật. Bây giờ phải đi giết người xương lấy xương à? Trời ơi buồn thế. Xương mình vứt hết. Xương mình có bao nhiêu mình vứt hết rồi các bạn. Bởi vì là ở trong này ấy, chúng ta cần phải có những cái đồng minh như kiểu là mấy cái con cún như vậy. Nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Chứ mình không thể nào mà mình chiến đấu một mình được. Mà các bạn đã biết rồi, mấy con người xương nó sợ con chó sói lắm. Có lẽ rằng là mấy cái con này mình sẽ để ở đây các bạn. Để ở đây. Tối thì mình sẽ đánh người xương. Đó, mà mình sẽ lấy xương. Chắc chắn là như thế rồi. Quá đẹp. Chúng ta sẽ... Ok. Đó các bạn thấy không? Level 8 mà chúng ta mới sử dụng được. Uầy, 10% attack damage, 10% attack speed. Ui, ngon thế. Xịn sò các bạn. Cái này nó sẽ chế tạo ra ngẫu nhiên đây này. Uầy, xịn sò thế nhở. Không biết là diamond các bạn. Lên. À đâu, xem cái gold nào. Gold này, ui vàng chóe luôn. Nhiều cái quá, nhẫn nhiếc rồi. Thì xem là có những cái đồ gì không. Uầy, nhẫn này. Chúng ta có thể chị nhẫn, ui. Ôi, nhẫn quá trời luôn này. Không biết là ring có ring bằng sắt không? Ring bằng sắt không? Có iron ring này. Nhưng mà hình như là không chế được các bạn. Rồi tiếc nhỉ. Ủa nhẫn cưới à?
chế được iron ring thì ngon, toàn chế bằng ấy thôi, toàn miner ring này toàn chế bằng sắt thôi các bạn, à toàn chế bằng vàng thôi. Trời, tối xuống thì mình sẽ tính sau nhá. Ok, thì có lẽ rằng là tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó thì các bạn cũng đã thấy rằng là thời kỳ đồ sắt đã bắt đầu mở ra với nút rồi. Thực ra là đã mở ra rồi, các bạn cũng đã thấy rằng độ khó khủng khiếp ở trong cái series Minecraft đời thực này nó khó như thế nào các bạn. Không phải là đụng một cái mà chúng ta có thể có được bộ áo giáp sắt, đụng một cái chúng ta có bộ áo giáp kim cương đơn giản như mọi lần đâu. Chúng ta cần rất là nhiều và con những cái con quái vật nó mạnh hơn chúng ta rất là nhiều lần. Đó, đại khái là mọi thứ đều khổ sở lắm. Chúng ta phải học hành, chúng ta phải luyện kỹ năng dần dần các bạn ơi. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nha, đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên 14 giờ chiều nay chúng ta sẽ có buổi livestream Minimo nha. Và các bạn đừng quên đón xem nha. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye bye.